ngày 9 tháng 11, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua phường 13. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, nam tài xế 36 tuổi chạy xe tải chở bình oxy di chuyển trên đường Phạm Văn Đồng hướng về thành phố Thủ Đức. Khi dừng đèn đỏ ở ngã tư Nguyễn Xí Phạm Văn Đồng và chuẩn bị di chuyển thì bất ngờ nghe tiếng động từ phía sau nên dừng xe kiểm tra. Lúc này tài xế phát hiện một người đàn ông khoảng 40 tuổi nằm bất động, tử vong cạnh bên xe mình. Cách đó không xa là một chiếc xe tay ga ngã giữa đường. Nam tài xế xe tải cho biết anh đang trên đường đi giao bình oxy cho bệnh viện, không biết nạn nhân va phải xe mình hay xe máy khác. Là hút từ xe máy, hút từ đằng sau thôi hả? Xe tải chưa có biết gì hết á. Người đi đường tôi thấy người ta la lên nó mới ngừng lại. Thế nên mà người ta không la là xe cán luôn rồi. Cái giờ đó là xe máy được vô cái làn này. Được quá, 4 giờ thì đi rồi. 4 giờ là được đi rồi. Ừ. Nhưng mà con nghe khi đó là chưa đến 4 giờ mà. Không có lúc mà ô thế cũng có mấy xe đi rồi, chắc 4 giờ rồi, nhưng mà tới đây lúc mà ông lúc ngoái là 4 giờ 10 rồi. Vụ tai nạn xảy ra gần giờ cao điểm khiến giao thông khu vực trở nên ùn tắc nghiêm trọng. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường, điều tiết giao thông. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.